Hello, anh ta xin chào tất cả mọi người nha. Đây hiện tại là sẽ phát hiện ra con kỳ nhông đang phơi nắng. Đây, đuôi rất là dài nha mọi người. Kỳ nhông gai chuyển màu nha mọi người. Đó. Đây, anh ta xin vào chỗ trong mát đã. Đó. Trong mát thì có thời gian quay nhiều hơn. Đây. Đó. Tuyệt vời chưa mọi người. Đây. Đó. Đây. Dưới sao tại sao gọi kỳ nhông gai đó. Đó. Rất là nổi nha mọi người, từng lớp lớp da một nha mọi người, lớp da khô ráp đó, bờ màu đen đó, đang chuyển đổi là màu đỏ đỏ cam nha mọi người. Đây. Đó. Bye bye. Cảm ơn mọi người đã xem video nha. Hẹn gặp mọi người tại những video tiếp theo.